ông xin phép được dùng rõ hơn vào dự án chúng ta ha. Chúng ta có vui Romeo Voliva một người đến khu đô thị Grand Park, một người có thể đi lạc. Còn dự kiến của ta sẽ có là 2422 căn. Chính là một nghèo đây là dự án một phòng ngủ, một phòng tàu. Tiêu từ cái nhìn đầu tiên không? Công trình rất là nổi tiếng là Vitesco và tòa nhà Landmark. Và mọi người biết rằng Mainstream Hall. Và đây thiết kế cảnh quan được phát triển bởi Lansdowne. Chúng ta sẽ thấy rằng chính tiện ích nội chúng ta có một khu vực là chúng ta thấy cái thiết bị đi chung với cái hồ bơi. Như chân hình mọi người thấy rằng chúng ta rất là chăm chú và cháu của mình trong gia đình cũng có thể chơi. Mọi người nhìn chân hình cũng ơn ha. Mọi người sẽ thấy cái tháp là tháp gì ạ? Bao phủ xung quanh chúng ta có thể vừa tập gym, chúng ta sẽ có hơn 31 môn thể thao và đây là những nhóm tiện ích đi theo sân vườn sẽ là cái khu quả, khu hồ bơi thiên quyền và những nhóm tiện ích nội khu bên trong căn hộ đêm và đêm, tắt đêm và tắt đêm. Mọi người thì ở đây chủ đầu tư hiểu rõ về tâm lý cũng như là thói quen sinh hoạt của người dân. Thang máy chúng ta sử dụng ở đây sẽ là thương hiệu Kone của Phần Lan. Tốc độ di chuyển là 3 giây trên một tầng, 3 giây trên một tầng gần như là được giảm thiểu một cái mức thấp nhất có thể. Phủ xanh lớn nhất gần 4 hecta nha, 4 hecta tất ra cho cư dân của Dung Nghèo rồi. Chúng ta sẽ có chương trình gọi là mốc hoa đó, tổng cộng là 20 cho đến